Cuốn sách Bình Dương Tái Sinh Nhân ghi chép phỏng vấn 100 trường hợp đầu thai chuyển thế người dân tộc Đồng. Trong đó có ghi chép cả những người mà trong khi ngủ thì linh hồn đến cõi âm thực hiện các công việc, được gọi là người âm dương. Cuốn sách được tác giả Lý Thường Trân đích thân phỏng vấn trong 2 năm là năm 2015 và 2016 với hơn 100 trường hợp người thật việc thật, sau đó được xuất bản thành sách. Mời mọi người, chúng ta hãy cùng điểm qua một vài câu chuyện có thật như sau. Kỳ ngộ của người âm dương tiết lộ bí ẩn về sinh mệnh con người. Đầu tiên là câu chuyện kể về Đinh Sinh Hoạt, một người sống ở làng Tây Yêu, huyện Long Thắng, Quảng Tây, Trung Quốc. Ban đầu, ông làm thầy lang trong làng. Ông biết chữ và có một chút học thức. Ngoài việc sử dụng thảo dược, Đinh Sinh Hoạt còn sử dụng những thần chú đặc biệt để chữa bệnh cho con người. Phương pháp chữa bệnh này đã được truyền bá trong dân gian từ xa xưa. Trong Đông y có một môn chữa bệnh rất đặc biệt, không cần bắt mạch, tim hay uống thuốc mà chỉ dựa vào việc sử dụng bùa chú để chữa bệnh. Hình thức kế thừa thần chú bí mật của người dân tộc Đồng có hai dạng. Một là sư phụ truyền cho đồ đệ. Hai là được dạy bởi quỷ thần ở không gian khác, gọi là âm truyền. Và y thuật của Đinh Sinh Hoạt nhắc đến phía trên chính là âm truyền. Khi Đinh Sinh Hoạt 21 tuổi, em gái của ông sống ở thôn Trường An Bảo, làng Mã Long, huyện Thông Đạo bị bệnh nặng. Sau khi ông đến, ông đã dùng một mật chú để chữa khỏi bệnh cho em gái. Thế là ông trở nên nổi tiếng, mọi người từ khắp nơi đổ đến mời ông đi chữa bệnh. Có lẽ Đinh Sinh Hoạt có thể chất đặc biệt nên rất dễ dàng giao tiếp với các sinh mệnh ở không gian khác. Do đó, khi ông 22 tuổi, ông đã nhận được một công việc mới, đó chính là làm âm sai, nghĩa là sai dịch âm phủ. Hơn nữa, còn làm đội trưởng của đội âm sai. Đội âm sai của Đinh Sinh Hoạt có 4 người, 3 người còn lại đến từ các làng Mộc Cước, làng Bá Dương và Lâm Khê. Khi nhận được lệnh đi bắt linh hồn, họ thường đến ngay theo yêu cầu, đi và về không quá 2 phút, đều là bay đến đó. Nếu họ thực hiện nhiệm vụ ở xa, chẳng hạn như đến Trường Sa, Hồ Nam, thì họ sẽ đi một phương tiện đặc biệt giống như phi thuyền. Đinh Sinh Hoạt nói rằng, Diêm Vương ra lệnh bất kể ngày đêm, dù đang làm gì, khi nhiệm vụ đến, ông lập tức tiến vào trạng thái ngủ. Mệnh lệnh của Diêm Vương sẽ được một sứ giả truyền đạt bằng văn bản cho ông. Nội dung bao gồm việc đi đến một nơi chỉ định để lấy linh hồn của một ai đó. Sau khi nhận được mệnh lệnh, ông dẫn 3 người còn lại đi thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số người đã hết tuổi thọ nhưng vẫn có sức khỏe rất tốt, không mắc bệnh. Sau khi Đinh Sinh Hoạt và những người khác được lệnh tiến đến hiện trường, họ sẽ dùng một cây búa thép do Diêm Vương ban cho để đánh vào đầu của người đó, cho đến khi thể xác và linh hồn tách rời. Thông thường chỉ cần một nhát là đủ. Đối với những bệnh nhân nằm liệt giường, 4 người họ sẽ không dùng búa đánh mà trực tiếp nhấc linh hồn lên. Cảm giác nâng linh hồn cũng giống như người sống nâng người sống. Linh hồn được nâng lên, thể xác sẽ nhanh chóng tắt thở và qua đời. Dân gian có câu rằng, người chết phải được giữ ở nhà 7 ngày để tránh trường hợp quỷ câu hồn câu nhầm người sẽ được thả về hoàng dương. Đinh Sinh Hoạt nói rằng điều này là đúng, bởi vì mệnh lệnh duy nhất mà họ nhận được là tên và tên làng. Một số trường hợp do trùng họ tên và các lý do khác nên cũng có việc bắt nhầm linh hồn. Khi điều này xảy ra, Diêm Vương sẽ giao linh hồn bị bắt nhầm cho một quỷ sai khác đưa về hoàng dương. Nhưng nếu thân xác của người đó đã bị hủy hoại ở dương gian thì không còn cách nào hoàng dương được nữa. Những gì Đinh Sinh Hoạt nói là ảo tưởng hay sự thật? Chúng ta hãy cùng xem xét câu chuyện về một sứ giả âm sai khác đi lại giữa hai cõi âm và dương được ghi chép trong sách như sau. Âm sai Ngô Ngọc Hoa. Trong cuốn sách Bình Dương Tái Sinh Nhân cũng có kể về một vị âm sai khác là Ngô Ngọc Hoa, người ở làng Bình Thản, Hồ Nam. Ngô Ngọc Hoa kể rằng khi ông 20 tuổi, ông bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ vào ban đêm. Mỗi đêm,
có một ông lão có bộ râu trắng đến dạy ông cách niệm chú. Những giấc mơ như vậy kéo dài khoảng nửa năm. Có hai loại chú ngữ chính được ông lão râu trắng dạy cho ông. Một là siêu độ vong linh, hai là chữa các bệnh như đau bụng và sốt do tà ma phụ thể gây ra. Sau nửa năm, Ngô Ngọc Hoa bắt đầu được gọi đến âm phủ để thực hiện nhiệm vụ. Mỗi khi có nhiệm vụ đến, ông sẽ nghe thấy một giọng nói bên tai. Đi thôi. Nếu là ban ngày, chỉ cần nghe được âm thanh này, ông sẽ rất buồn ngủ. Đến tiếng nói lần thứ ba thì ông nhất định sẽ tiến vào trạng thái ngủ say. Nếu trời đã tối hoặc đã ngủ say thì chỉ cần một tiếng gọi là linh hồn của ông sẽ dễ dàng rời khỏi cơ thể. Vậy sau khi linh hồn rời khỏi thể xác sẽ có cảm giác như thế nào? Ngô Ngọc Hoa nói rằng ông có thể nhìn thấy cơ thể của mình đang ngủ. Sau đó linh hồn bay lên không trung, độ cao bay cao hơn núi và tốc độ cực nhanh. Bởi khi nhìn xuống núi, sông, làng mạc và ruộng lúa đều vung vút chạy lùi. Tuy nhiên, nếu muốn nhìn lại bản thân lúc này thì chỉ có thể nhìn thấy khu vực phía trên đầu gối của mình. Còn phía dưới dường như là bị mây và sương mù che khuất, nhìn không rõ. Hơn nữa, Ngô Ngọc Hoa lúc này chỉ có thể nhìn thấy thế giới linh hồn. Chẳng hạn như linh hồn con người, linh hồn cây cối, núi sông. Nhưng hiệu ứng hình ảnh trong mắt ông cũng không khác gì một người sống nhìn thế giới bằng đôi mắt của mình. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, Ngô Ngọc Hoa đã giới thiệu chi tiết về nhiệm vụ mới nhất của mình như sau. Bắt hồn một bà lão. Lần đó, Ngô Ngọc Hoa đến làng Cao Đoàn, một làng lân cận để thực hiện một nhiệm vụ. Đội âm sai có tổng cộng 6 thành viên, bao gồm cả đội trưởng đi cùng. Ông cho biết khi âm sai vào ngôi làng, họ thường được dẫn đường bởi thổ công của làng. Đội trưởng sẽ xuất trình giấy tờ bắt giữ cho thổ công và làm thủ tục bàn giao. Ví dụ như có người đầu thai thì được nhập tịch vào sổ sách. Người bị bắt đi thì được xuất tịch, nghĩa là xóa khỏi sổ sách. Ngô Ngọc Hoa cho biết khi thực hiện nhiệm vụ, khả năng nhận thức tự ngã của ông ở trạng thái bị khóa. Ông chỉ im lặng làm theo mệnh lệnh của đội trưởng. Mọi thứ khác, tất cả đều không muốn hỏi thêm điều gì. Khi đến địa điểm đã được chỉ định thì trời đã tối và cửa đã khóa. Nhưng điều này không làm khó họ được. Họ đẩy cửa là cánh cửa liền mở ngay. Sau đó, năm âm sai đi theo đội trưởng lên tầng 2. Khi đi ngang qua phòng khách, thấy có vài người đang trò chuyện. Họ có thể nhìn thấy người sống, nhưng người sống không thể nhìn thấy họ. Sau đó, họ đi thẳng vào phòng ngủ thì thấy một bà lão khoảng 70-80 tuổi đang nằm trên giường. Đội trưởng liền nói: "Mang người này đi." Lập tức, một thành viên trong đội quàng sợi xích sắt vào cổ bà lão rồi kéo đi. Đối với âm sai mà nói, bà lão trên giường đã bị kéo đi rồi, chiếc giường trống rỗng. Nhưng đối với người nhà của gia đình bà thì bà lão vẫn đang nằm trên giường ngủ say. Sau khi bước ra khỏi làng, đội âm sai bay lên trời cùng với linh hồn của bà lão. Chẳng bao lâu sau, ông bay đến một ngọn núi mà ông chưa từng đến khi ở dương gian. Dưới chân núi có một con đường, linh hồn bà lão được hộ tống bước đi ở giữa. Đi được nửa chừng núi, đến một căn nhà gỗ. Một bên đình có một cái giếng, bên cạnh giếng có một ông lão râu xanh lục. Mỗi khi có hồn ma đi ngang qua đây, ông già có bộ râu xanh lục sẽ dùng ống tre múc nước từ giếng cho họ uống. Nước rất bẩn và có côn trùng trong nước. Nhưng những hồn ma đi ngang qua đây đều rất khát nước. Và khoảng 99% trong số họ sẽ uống vài ngụm nước bẩn do ông lão đưa cho. Nếu hồn ma đi ngang qua không muốn uống thì ông lão râu xanh lục cũng không ép buộc. Sau khi hồn ma được hộ tống uống nước xong, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi lại lên đường. Khi họ men theo con đường sang núi bên kia, nhìn thấy một con sông phía trước với một cây cầu đá bắc ngang qua sông. Ngô Ngọc Hoa nhớ rằng ông chỉ có thể nhìn thấy phần giữa của cây cầu và cảnh vật bên kia cầu không thể nhìn rõ, dường như bị mây và sương mù che khuất. Không biết đây có phải là cầu Nại Hà huyền thoại hay không. Nhưng lúc này Ngô Ngọc Hoa đột nhiên tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, ông biết mình vừa đi đến thôn nào để bắt giữ linh hồn của người ta. 2-3 ngày sau,
Có tin bà lão mà ông tham gia bắt hồn ở làng bên cạnh đã qua đời. Mọi người thường tin rằng một khi linh hồn bị lấy đi, cơ thể con người sẽ chết ngay lập tức. Tuy nhiên, Ngô Ngọc Hoa cho biết điều này không nhất định phải như thế. Vậy thì chuyện xảy ra như thế nào? Linh hồn chủ chốt. Bố vợ của Ngô Ngọc Hoa cũng mang họ Ngô, sống ở thôn Hoành Lĩnh cùng làng, cách đó vài km. Một buổi chiều cách đây 20 năm, Ngô Ngọc Hoa và vợ đến thăm bố vợ đã ngoài 70 tuổi. Ông bị bệnh nhưng không nặng lắm. 5 giờ chiều, bên tai Ngô Ngọc Hoa lại vang lên tiếng gọi quen thuộc. Đi thôi. Sau 3 lần gọi, ông nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi ngủ tiếp đi, ngay khi linh hồn rời khỏi cơ thể, ông nhìn thấy 3 đồng đội âm sai khác đang bước vào phòng. Đội trưởng chỉ vào một ông lão, người đang ngồi nói chuyện và nói: Người này phải đi rồi. Lúc này, linh hồn của Ngô Ngọc Hoa ở trong trạng thái chấp hành nhiệm vụ. Đội trưởng vừa nói xong, Ngô Ngọc Hoa đi đến phía sau ông lão. Ông không nhìn rõ ông lão này là ai, chỉ nghĩ rằng ông ấy rất hung, nên muốn dùng búa đánh ông lão. Ngay khi nảy ra ý tưởng, thì trên tay ông đã cầm sẵn một chiếc búa. Ông giơ búa lên và đánh vào đỉnh đầu của ông lão từ phía sau. Sau khi ông ra đòn, một đồng đội lập tức tiến tới, quàng xích sắt vào cổ ông lão rồi kéo đi. Trải nghiệm của Ngô Ngọc Hoa khớp với những gì mà Đinh Sinh Hoạt phía trên mô tả. Cái gọi là rất hung của Ngô Ngọc Hoa không có nghĩa là hung ác, mà là điều giống như Đinh Sinh Hoạt nói, rằng cơ thể vẫn khỏe mạnh thì linh hồn không dễ dàng bị lấy đi khỏi cơ thể. Ngô Ngọc Hoa nhìn thấy đồng đội của mình kéo ông lão ra cửa. Ông chợt tỉnh lại. Sau khi tỉnh giấc, ông đã bị sốc khi nhận ra rằng chính là bố vợ đã bị mình dùng búa đập và bị dây xích sắt kéo đi. Ông quay lại nhìn kỹ hơn, rõ ràng là bố vợ của ông vẫn chưa bị kéo đi và vẫn còn ngồi đó nói chuyện. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, sắc mặt của bố vợ rõ ràng đã tối sầm lại. Ngô Ngọc Hoa hiểu rõ, ông lão mà bị đồng đội vừa lôi đi chính là chủ hồn của bố vợ, hiện tại chính là phó hồn điều khiển thân thể của ông. Theo kinh nghiệm của Ngô Ngọc Hoa, bất kể nam nữ già trẻ, nếu chủ hồn của một người mà bị lấy đi thì cơ thể của người đó có thể sẽ chết ngay lập tức, hoặc là người đó nhiều nhất sẽ sống không quá 7 ngày. Ngô Ngọc Hoa biết bố vợ chỉ còn mấy ngày nữa, nên ông liền gọi anh vợ và em vợ sang một bên, nhỏ giọng nói với bọn họ rằng: chủ hồn của bố vợ đã rời đi rồi. Theo kinh nghiệm của tôi, đêm ngày kia ông cụ sẽ chết. Trong mấy ngày này, mọi người nhất định không được đi ra ngoài, hãy ở nhà bên cha trong những giờ phút cuối cùng. Đúng như dự đoán của Ngô Ngọc Hoa, mặc dù bố vợ vẫn có thể nói được sau khi chủ hồn rời đi, nhưng ông không thể thức dậy vào ban đêm. Ngày hôm sau, tình trạng của ông xấu đi nhanh chóng, giọng nói không rõ ràng. Vào 1 giờ đêm ngày thứ 3, đó là thời điểm Ngô Ngọc Hoa dự đoán, ông lão đã thực sự qua đời. Hậu quả của việc tiết lộ thiên cơ. Những năm đầu, nếu Ngô Ngọc Hoa ban đêm được đi bắt linh hồn của ai đó, mà ngày hôm sau gặp người đó trên đường, ông sẽ không nén nổi mà buộc miệng nói với người đó rằng: ông chuẩn bị tang lễ đi, ông sống chẳng được mấy ngày nữa đâu. Ngô Ngọc Hoa tuy có ý tốt, nhưng đây là điều cấm kỵ đối với công việc của âm sai. Bởi vì Ngô Ngọc Hoa tiết lộ bí mật, nên bản thân ông đã nhiều lần bị quỷ sai bắt vào ban đêm, bị âm phủ trừng phạt nghiêm khắc. Có một lần, linh hồn của Ngô Ngọc Hoa bị quỷ sai áp giải đến phía sau một ngọn núi mà ông chưa từng đặt chân tới. Sau khi hạ xuống, ông nhìn kỹ và thấy rằng ngôi nhà thấp hơn ngôi nhà ở dương gian, nhưng kiểu dáng giống với kiến trúc của dương gian ở địa phương. Trong nhà có mấy con quỷ mặt xanh, nhè răng nanh, vẻ mặt khiến người ta kinh hãi. Hai con quỷ trói ông bằng hai tấm ván gỗ và một sợi dây thừng. Ông đứng giữa hai tấm ván đó, rồi hai con quỷ dùng cưa cưa ông làm đôi từ đầu đến chân. Mặc dù máu chảy ra khắp sàn trong quá trình cưa, các mảnh cưa và thịt vương vãi khắp nơi, nhưng ông không cảm thấy đau đớn lắm. Lúc đó ông tự nghĩ: lần này mình chết chắc rồi, làm sao mà có thể không chết được đây. Nhưng
Điều kỳ lạ là linh hồn của ông vẫn không chết ngay cả khi ông bị cưa làm đôi, rồi lại hợp lại. Sau khi hình phạt được thực hiện xong, Ngô Ngọc Hoa được quay về dương gian và tỉnh dậy. Lúc bị cưa, linh hồn cũng không đau lắm. Nhưng khi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức dữ dội, lại còn bị sốt cao. Phải 1-2 ngày sau đó mới khỏi. Khỏe mạnh không có nghĩa là trường thọ. Cả Đình Sinh Hoạt và Ngô Ngọc Hoa đều đề cập rằng, trên thực tế, tuổi thọ của một người không được quyết định bởi sức khỏe thể chất. Một số người bị bắt hồn khi họ còn rất trẻ và vô cùng khỏe mạnh. Ngày nay, rất nhiều người đang nghĩ đến việc làm thế nào để duy trì sức khỏe và dưỡng sinh để sống lâu hơn. Tuy nhiên, những âm sai nhìn nhận rằng những điều này không có tác dụng gì. Tuổi thọ của mỗi người đã được ấn định và ghi trong sổ sinh tử. Cách kéo dài tuổi thọ hiệu quả nhất là làm nhiều việc thiện hơn. Như thế thì Diêm Vương và các phán quan mới có thể giúp cá nhân đó kéo dài tuổi thọ. Nói đến đây, có thể một số người sẽ thắc mắc, tại sao có nhiều người rất tốt bụng nhưng lại chết trẻ, còn có người làm nhiều điều ác như vậy mà sao vẫn sống lâu? Trong Ngọc Lịch Bảo Sao có câu như sau: làm ác không chết, đời trước dư đức, đức hết thì chết. Hành thiện không hưng thịnh, đời trước thừa tai ương hết, ác sẽ hưng thịnh. Tức là khi nhìn một người, không thể chỉ nhìn vào kiếp này. Ví dụ, nếu một người tích lũy công đức lớn ở kiếp trước và đời này được sống đến 100 tuổi, nhưng đời này ông ta làm ác và bị Diêm Vương giảm 20 năm tuổi thọ, cuối cùng ông ta qua đời ở tuổi 80. Tuy nhiên, mọi người vẫn sẽ coi ông ta là người trường thọ, nói là tại sao ông này hành ác mà lại sống thọ như vậy? Còn có người do nhân quả ở kiếp trước hành ác nên có thể chỉ sống được 30 năm ở kiếp này. Tuy nhiên, do kiếp này tích đức hành thiện, tuổi thọ của người ấy thực tế đã được tăng thêm 10 năm. Thế là cá nhân ấy qua đời ở tuổi 40. Tuy nhiên, người ta vẫn nghĩ, sao ông ấy tích đức hành thiện mà lại đoản mệnh đến như vậy? Tất nhiên là có những tình huống khác nhau, nhưng những gì mọi người nhìn thấy chỉ là bề ngoài. Nội tâm và phúc đức thật sự của một người chỉ có thể được nhìn thấy rõ ràng và chân thực nhất ở âm gian.